cháu trai vùng mưa rào xuống dì ruột vì la hét không cho ai ngủ rồi tuyên bố sẵn sàng đi tù. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT tiểu sử tử tù Giang Hồ người nổi tiếng. Trong đêm dì say rượu la hét khiến Đặng Quang Hậu không ngủ được. Nam thanh niên này dùng điếu cày dao để tấn công nhằm buộc dì im lặng rồi ra công an tự thú, tuyên bố sẵn sàng đi tù. Cháu hạ sát dì trong đêm, có lẽ nên bây giờ bà Nguyễn Thị Lan 48 tuổi chú huyện Tân Kỳ Nghệ An cũng không thể tin con trai mình Đặng Quang Hậu lại phạm tội tay đinh, sát hại người và nạn nhân không ai khác chính là bà Phạm Thị Sĩ dì ruột của Hậu bị khuyết tật nặng. Xuyên suốt phiên tòa bà hướng ánh mắt dõi theo từng cử chỉ của con trai. Hung thủ được xác định tên thật Đặng Quang Hậu tuổi 23 quê quán xã Nghĩa Dũng huyện Tân Kỳ Nghệ An. Vợ chồng bà Lan có với nhau ba đứa con vì hoàn cảnh khó khăn nên khi đứa con út mới lên 3 tuổi bà đã phải cho người họ hàng nhận làm con nuôi. Chồng bà Lan cũng không được nhanh nhẹn nên sau thời gian chung sống cũng bỏ về quê nội. Một mình bà Lan gồng gánh nuôi hai con. Hậu không được nhanh nhẹn. Như những đứa trẻ khác nên chỉ học hết lớp 3, bà Lan phải cho con theo học lớp hòa nhập. Vì muốn có thêm thu nhập, bà Lan ra Hà Nội làm giúp việc. Mức lương không cao nhưng so với làm nông ở quê cũng có đồng ra đồng vào. Mẹ và anh trai đi làm xa nên hậu ở nhà một mình. Một ngày cuối tháng 10 năm 2022, Bà Lan bàng hoàng khi nghe tin đứa con trai đã gây ra chuyện động trời. Bà xin nghỉ việc rồi vội vàng bắt xe về quê. Theo đó, tối 31 tháng 10 năm 2022, Hậu uống rượu ở một đám cưới trong xóm về. Khi đang nằm ngủ, Hậu nghe tiếng gì ruột bà Phạm Thị Sĩ la hét. Hắn đi ra xem thì nảy sinh ý đồ quan hệ tình dục với chị Sĩ. Đặng Quang Hậu kéo chị Sĩ vào bụi chuối để thực hiện hành vi thú tính. Chị Sĩ chống cự la hét. Hậu sợ bị phát hiện nên dùng điếu cày đánh, dùng dao tác động nhiều nhát vào nạn nhân bà sĩ vẫn la hét hậu lấy gạch dao đe dọa im cho dân làng ngủ bà sĩ đứng dậy ra về nhưng dọa sẽ nói cho em trai tức cậu của hậu biết khi về nhà bà sĩ vẫn la hét không ngừng hậu chạy sang tác động liên tiếp vào vùng cằm cổ đạp ngã nạn nhân khi bà sĩ bất tỉnh giữa sân hậu bỏ về nhà ngủ sáng hôm sau hàng xóm phát hiện bà sĩ trọng thương bất tỉnh giữa sân trong tình trạng không mặc quần áo bị người thân truy hỏi hậu thừa nhận đã tấn công và sẵn sàng đi tù Nam thanh niên này cùng mọi người chăm sóc đưa nạn nhân đến bệnh viện rồi đến công an đầu thú. Bác sĩ giữ được tính mạng nhưng mang thương tật 61%, mất khả năng vận động. Đặng Quang Hậu bị khởi tố về tội sát hại người. Nước mắt của mẹ. Ngày 11 tháng 9, tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Đặng Quang Hậu. Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, hậu khai vì nạn nhân liên tục la hét nên đã đánh, chém vào người. Bị cáo trình bày vì hôm đó có uống rượu nên không làm chủ được hành vi của mình bị cáo gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại. Tuy nhiên tại phiên tòa, hậu không thừa nhận hành vi đôi bại với dì ruột. Hậu cho rằng việc cởi quần và ngồi đè lên người bà sĩ là để dọa cho dì im lặng và về nhà, không la hét ảnh hưởng đến người khác. Chứ câu hỏi vì sao trong quá trình điều tra khai cởi quần của nạn nhân để thực hiện giờ cho đôi bại, bị hậu trả lời, lúc đó bị cáo hối hận nên khai tùm lum. Theo vị đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An, giữ quyền công tố tại phiên tòa, sau khi hậu có hành vi thú tính với bà sĩ, cơ quan chức năng đã tổ chức thực nghiệm hiện trường để làm rõ nội dung này. Tuy nhiên, quá trình điều tra không thu được dấu vết gì liên quan đến hành vi đó của hậu. Kết quả giám định pháp y bộ phận sinh dục của bà sĩ không có dấu vết tổn thương. Do đó, cơ quan điều tra chưa có cơ sở để xem xét hành vi trên. Trước sự có mặt của đại diện bị hại, bị cáo gửi lời xin lỗi. Người thân của bị hại sau biết sau khi bị hậu tác động dã man sức khỏe của bà sĩ đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện bị hại không thể đi lại được và nằm liệt tại một chỗ. Do chồng của bị hại đã qua đời, cô con gái cũng bị khuyết tật nên từ ngày xảy ra sự việc, chính mẹ của bị cáo hậu là người túc trực chăm sóc. Đến tham dự phiên xét xử con trai, người mẹ chưa đầy 50 tuổi gầy gò gương mặt khắc khổ, bà liên tục lau nước mắt khi được tòa gọi lên để hỏi một số vấn đề. Bởi bị hại không phải ai xa lạ mà chính là chị gái của bà. Từ ngày chị gái bị thương, bà phải chạy vậy tiền bạc để lo viện phí thuốc men. Đến nay chính tay bà đã chăm sóc người bị hại nằm một chỗ. Con dại thì cái mang Dù con tôi có gây ra việc tài đình Nhưng xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho nó Mẹ bị cáo bật khóc khi trình bày lời cầu xin tới hội đồng xét xử Và khi hậu tuyên bố sẵn sàng đi tù Điều này không chỉ là một hành động tức giận Mà còn thể hiện sự bất cần và lối sống hung bạo của hắn Hội đồng xét xử nhận định trong vụ án này Bị cáo có tình tiết tăng nặng là cố tình thực hiện tội phạm đến cùng Việc bị hại không chết là do được cấp cứu kịp thời Xem xét toàn diện vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Đặng Quang Hậu 15 năm tù về tội sát hại người. Nghe con trai tường thuật quá trình phạm tội, bà Lan nhiều lần bật khóc. Khi được tòa mời lên phía trên để hỏi một số câu có liên quan, người phụ nữ luống cuống. Sự xúc động cùng nỗi buồn khiến câu trả lời của bà liên tục bị gián đoạn. Mẹ bị cáo xác nhận bị hại chính là chị gái cùng cha khác mẹ của mình. Sau khi bị hậu dùng dao điếu cày đánh vào người, bà sĩ hiện chỉ nằm một chỗ. Gần một năm nay, bà Lan là người chăm sóc lo thuốc men cho bị hại. Bà Lan nói, chị ấy bị liệt người, không thể cử động chân tay được, nên hiện nay tôi là người túc trực hàng ngày chăm sóc. Tiền bạc cũng do tôi bỏ ra vì hoàn cảnh nhà gì khó khăn. Hoàn cảnh gia đình bị hại cũng rất khó khăn. Chồng bà sĩ qua đời, đứa con duy nhất cũng bị tàn tật. Hiện tại, hai mẹ con bà sĩ sống trong ngôi nhà tình thương. Cuộc sống của hai mẹ con bà sĩ cũng không hề dễ dàng gì. Từ khi hậu gây ra chuyện, chi phí chăm sóc bị hại, bà Lan phải bỏ ra. Bà Lan cũng đã chạy vạy 30 triệu đồng để đền bù cho gia đình bị hại. Bà Lan khóc nghẹn, "Kể từ ngày Hậu gây ra tội, tôi cũng nghỉ việc để ở nhà chăm sóc nạn nhân. Con dại cái mang, nó gây ra hành vi sai trái thì phải chịu tội, nhưng tôi mong tòa giảm nhẹ hình phạt để con có cơ hội làm lại cuộc đời." Sau câu nói ấy là sự thất vọng và hoang mang đã lan tỏa trong căn nhà yên bình của Hậu, khi mọi người không thể tin vào sự thật trước mắt mình. Sự kiên nhẫn của gia đình đã đạt đến giới hạn và hành động của Hậu đã vượt quá ranh giới của sự kiểm soát và ý thức Bà Lan cho biết, Hậu mới học hết lớp 3, từ nhỏ do tính cách không được bình thường, tiếp thu chậm nên đã được gia đình đưa đi học lớp dành cho trẻ tự kỷ, chậm phát triển. Lớn lên có thời gian Hậu đi làm thuê ở miền Nam nhưng cũng không gửi được về cho mẹ đồng nào. Có khi về quê, Hậu có đi làm nhưng không đủ lo cho bản thân. Bởi vậy số tiền lo chi phí chữa trị cho nạn nhân cũng một mình bà Lan lo liệu. Tại phiên tòa, ông Nguyễn Đăng Tân, người được bị hại ủy quyền là đại diện hợp pháp cho bị hại không yêu cầu bị cáo phải đền bù một khoản tiền nào, đồng thời xin hội đồng xét xử giảm án cho bị cáo. Hội đồng xét xử nhận định hành vi dùng điếu cày và dao đánh và chém nhiều nhát vào vùng trọng yếu của bị hại và hành vi cầm dao chạy sang nhà bà sĩ tiếp tục gây án đến cùng là tình tiết tăng nặng, cố tình thực hiện tội phạm đến cùng. Do bà Phạm Thị Sĩ là người khuyết tật nặng nên bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội đối với người khuyết tật nặng. Tuy nhiên trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn có thái độ ăn năn hối cải. Sau khi phạm tội bị cáo đã đầu thú và được đại diện hợp pháp của bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. Xét toàn diện vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt đặng Quang Hậu 15 năm tù về tội sát hại người. Kết thúc phiên tòa, Hậu được cán bộ công an dẫn giải về trại giam. Người mẹ hai hàng nước mắt lăn dài nhìn theo bóng lưng con. Các bạn có suy ngẫm gì về vụ án cháu xuống tay tặng gì ruột của mình những nhát dao và sự lạnh lùng khi tuyên bố sẵn sàng đi tù của hắn? Bạn muốn PKT làm về tiểu sử Giang Hồ Tử Tù hay người nổi tiếng nào? cũng để lại bình luận bên dưới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Ấn đăng ký và like để xem tiểu sử Giang Hồ Tử Tù người nổi tiếng phát sóng vào ba khung giờ 11 giờ, 12 giờ và 18 giờ trên PKT.